Theo nhà thuốc, tôi bị rối loạn chức năng gan và men gan cao. Tôi sử dụng kết hợp cây an xoa và cây xạ đen thì có được hay không? Mong nhà thuốc tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn ạ. Chào bạn, bạn đang gặp các vấn đề liên quan đến chức năng gan như là rối loạn chức năng gan và men gan cao. Việc lựa chọn những phương pháp điều trị tự nhiên thì được thực hiện một cách cẩn trọng dưới sự chỉ dẫn của các chuyên gia y học cổ truyền. Cây an xoa và cây xạ đen thì là hai loại thảo dược được sử dụng rất là phổ biến ở nước ta với mục đích là giúp điều trị các bệnh về chức năng gan và điều trị các bệnh về u bú. Tác dụng của cây an xoa thì giúp hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan như là viêm gan, xơ gan, và cây có tác dụng mà bảo vệ chức năng gan, tái tạo lại tế bào gan và giúp hạ men gan. Còn cây xạ đen thì với khả năng kháng viêm và giảm đau và thường được sử dụng trong các trường hợp viêm nhiễm bao gồm cả viêm gan. Cũng được nhiều người sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh về ung thư do có khả năng chống oxy hóa của nó. Theo kinh nghiệm dân gian thì hai vị thuốc an xoa và xạ đen thì không kỵ nhau nên bạn có thể dùng chung kết hợp hai vị với nhau được bình thường. Liều lượng sử dụng kết hợp là mỗi vị 30g sử dụng dưới dạng là sắc nước uống. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn. Nếu như là còn bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn thêm thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh 0972 409 268 để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.